đập hộp bằng tiếng mấy này còn đầy không. Mấy nhà anh đang xài này chỉnh bằng nút chỉnh. Cái kia làm gì có nút. Ừ đúng rồi. Còn cái loại nữa là chỉnh bằng điện thoại á. Ở đây. À, có cái nguồn này CB này nhá. Khi nào em dùng thì em bật lên. Bật trái hay phải? Chính chỉ nó thôi. À, một mình. Một mình okay. Nó thôi. À, nguồn máy nước nóng này. À, ok. Thì em bật em lên. Em sẽ bật trước khoảng 30 phút hả? À, 15 30 phút là okay, em dùng thoải mái. Ok. Cứ này nguồn này nó nóng mà còn bên phải thì nó lạnh hơn. Cái này. Cái người ta. Sao nên là biết thôi. Con này không có vấn đề gì cả, mình việc bật lên là dùng thôi nhá. Rồi em để nó lại. Xong rồi. Mình nhắn rồi khoan đó, 11 giờ không cho khoan. Đúng rồi. Mình làm chưa thì sớm không cho khoan. Trễ quá không khoan được. Mình làm nhẹ nhẹ xíu này kia gắn lên khoan là không được rồi đó. Đấy. Nó chặt củ để đi khoan nữa. Cái này là thuộc bên tòa nhà hay sao? Thuộc gì sao này? Cái này. Ờ cái bên phải anh làm thật ướt không? Để lau. Đem cái khăn ướt cho anh lau cái chân chứ. Tại em vừa không tới. Sao mà tới? Anh lau ống rồi, ok, chào và hẹn gặp lại cái video sau. Nhớ like, đăng ký hệ tiệm ủng hộ Trí Xịt Tin Dừa và Xịt Tin Đen. Bye bye.